Thưa quý vị, cử tri thành phố Biên Hòa phản ánh, Đồng Nai có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, rất phù hợp để phát triển du lịch của địa phương. Tuy nhiên hiện nay, việc đầu tư cho ngành lĩnh vực du lịch của địa phương còn hạn chế. Cử tri mong muốn tỉnh trong thời gian tới cần có nhiều chủ trương cũng như giải pháp phát triển ngành du lịch của Đồng Nai xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Về vấn đề trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, trả lời ý kiến cử tri. Đến nay, tỉnh Đồng Nai có 23 khu điểm du lịch, gồm nhiều loại hình du lịch như tham quan, vui chơi giải trí, sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao, văn hóa tâm linh. Trong đó, nhiều điểm đến được nhiều du khách biết đến như Vườn Quốc gia Cát Tiên, khu du lịch Sơn Tiên, khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, khu du lịch Bửu Long, vân vân. Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai đã thu hút được nhiều nhà đầu tư đang lập các thủ tục để triển khai các dự án, tuyến du lịch đường sông, dự án khu du lịch tại đảo Ó, Đồng Trường, nghỉ dưỡng khu vực núi Chứa Chang và hồ núi Le, vốn đầu tư dự kiến trên 10.000 tỷ đồng. Đây là các dự án quan trọng để góp phần phát triển sản phẩm đặc trưng của du lịch Đồng Nai, tạo điều kiện cho du lịch phát triển đột phá, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong những năm tiếp theo. Hiện nay, tỉnh Đồng Nai tập trung phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, chú trọng việc xây dựng du lịch sinh thái là điểm nhấn và là thương hiệu du lịch Đồng Nai để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và sức cạnh tranh của du lịch Đồng Nai. Rà soát, đào tạo nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu của các đơn vị kinh doanh du lịch, tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện số hóa các dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành, hệ thống các cơ sở lưu trú du lịch, ăn uống, vui chơi giải trí, mua sắm du lịch, tham quan du lịch trong toàn tỉnh.